trọn sâu yêu thương, em giấu đi tâm sự mỗi khi bên cạnh anh. Chỉ biết lặng thinh ngắm nhìn một ngôi sao nhỏ bé, làm tim em mãi mong chờ là em có chăng yêu anh, dù không thể nói thành lời. Vì dại khờ em thu mình trong suy tư của anh, dù một sâu hay thương nhớ em xin một mình. Em thu mình trong suy tư của anh, dù một sâu hay thương nhớ em xin một mình mang hết. Chỉ mong bờ mi anh không vương chút buồn và nụ cười anh luôn trên bờ môi. Chỉ mong bờ mi anh không vương chút buồn và nụ là tha thiết, là một lời thổ lộ rất là chân thành của bạn Yến Nhi. Chúng ta có thể thắc mắc rằng là bạn ấy đang nói lời này dành cho ai vậy, nhưng đến khi hình ảnh của ca sĩ Khắc Minh hiện ở trên màn hình thì chắc cũng hiểu rồi ha. Mọi người có hiểu không ạ? Em nghĩ là Minh hơi đang bối rối, Minh chưa hiểu luôn kìa. Minh có thể chưa kịp hiểu, hoặc là cố tình chưa hiểu, không sao không. Cả mình cứ em không đang không hiểu cái chuyện gì em xảy ra đang trên sân khấu này đó. Rồi bây giờ mình sẽ lắng nghe những lời chia sẻ từ Yến Nhi. Em nghĩ là anh sẽ bất ngờ chắc chắn không, luôn. Thật sự anh rất bất ngờ luôn á. Không thể nào mà không bất ngờ được, bởi vì gần ấy thời gian em chưa bao giờ thể hiện ra bên ngoài là một cái gì đó xa hơn với anh cả. Và em cũng không dám nghĩ tới luôn. Khắc Minh, em có thể lên sân khấu ngay bây giờ cùng với Yến Nhi. Chúng ta nên ở đây. Nhờ Nhi. Em có một yêu cầu. Cái chuyện sau đó thì sau đó tính. Còn bây giờ em biết là anh vẫn coi em là một người em thôi. Thì nếu là một người em thì anh có làm cái này với em không? Làm. Bất cứ chuyện gì đúng không? Có một điều em chưa bao giờ làm và em rất muốn làm. Em muốn đón sinh nhật của em với người mình thích. Đó là một cái mong muốn rất là chính đáng mà. Ủa hôm nay sinh nhật em hả? Còn tính từ thời điểm này thì còn 5 ngày nữa là đến ngày sinh nhật. Wow. Nhưng mà em sợ đến lúc đó anh sẽ bận cái gì đó. Anh bận chạy show em. Sẽ... em sẽ không có mời được anh đi ăn hay là đón sinh nhật với em. Cho nên hôm nay là một lý do chính đáng anh không thể từ chối em trên sân khấu này được. Một cô gái rất là thông minh. Mọi người ơi, mọi người biết sao không? Mình vẫn còn đang rất là hoang mang, vẫn còn bay ở đâu á. Tại vì là Minh cũng đã biết Nhi rồi, Nhi cũng là một một người em, cũng đã đi hát. Và
cũng thi một số cuộc thi, mình cũng đã có biết rồi. Nhưng mà cũng chỉ là anh em thôi, cũng biết nhau thôi. Không ngờ là hôm nay tự nhiên lên đây đòi tôi chúc mừng sinh nhật. Làm sao đây? Mà bây giờ có đón sinh nhật không? Đón chứ. Ok. Năm nay em 24 tuổi. Một cái tuổi mà em nghĩ đối với em rất là đẹp. Và em đã làm được một điều mà em nghĩ chưa bao giờ em làm. Và cái điều đó tí nữa em sẽ nói cho anh biết. Em nghĩ cái sinh nhật này lãng mạn hả chị ha? Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Tại vì em biết là lúc này mà em không ngồi á, em sợ em run quá em té. Tại vì anh biết mà, những cái đôi cao gót và những bộ đầm này đâu phải là phong cách của em đâu. Thật sự em của hàng ngày là một người rất là năng động, rất là nhiều năng lượng và phong cách của em khá là con trai á. Anh Minh cũng vừa khi lần đầu tiên anh gặp em, anh còn nói là nhìn như nhỏ bé vé số vậy. Và để mà có em như ngày hôm nay, và em đã thay đổi được rất nhiều thứ, em nghĩ một phần cũng là vì anh. Người ta nói là đừng bao giờ phải gượng ép bản thân mình thay đổi vì một ai đó. Nhưng em nghĩ điều đó là không đúng. Nếu mà cả việc thay đổi vì người mình thích mà mình còn không làm được thì cái đó không gọi là thích nữa, không gọi là yêu nữa. Và em đã làm điều đó. Em đã thay đổi rất là nhiều, mặc dù em biết là em rất là còn trẻ con, em còn bồng bột lắm. Em biết là anh rất là bất ngờ bởi vì trước giờ em chưa bao giờ thể hiện ra bên ngoài là em thích anh hết á. Mình đang nghĩ gì thì mình có thể nói cho Yến Nhi biết. Tại anh bất ngờ quá, tại vì là hôm nay anh đến đây anh nghĩ là anh sẽ chia sẻ những cái với khách mời khác, nhưng mà khi mà em ngồi em quay lưng lại em hát, em có cái giọng hát anh lên là anh đã tính tới thời điểm này á, từ trước giờ mặc dù em hơi tưng tửng thật nhưng mà không phải là em có không có người thích đâu nha. Nhưng mà em toàn được người ta tỏ tình thôi, em chưa bao giờ tỏ tình với một người nào khác. Chưa bao giờ. Và anh là người đầu tiên. Em đã suy nghĩ rất là nhiều. Và nhiều khi em đùa với anh á, nhưng những câu nói đùa đó là thật á. Em vẫn đang đùa với anh đúng không? Đùa hay không thì em nghĩ anh cảm nhận được. Thôi bây giờ mình cắt bánh kem đi. Em cắt bánh kem, em ướt chưa? Em ướt rồi. Cắt bánh kem đi, rồi mình nói tiếp. Em muốn cái bánh kem này không phải là em cắt mà là anh cắt. Cắt bất cứ chỗ nào anh thích. Sao bánh kem em mà anh lại cắt? Em thích vậy á. Tại vì đây là lần đầu tiên em được đón sinh nhật với người mình thích mà. Cho nên là dù là sinh nhật em nhưng mà anh cứ tự nhiên đi. Dù là sinh nhật của Yến Nhi nhưng mà Minh anh quan trọng hơn. Anh coi như đó là sinh nhật của anh đi. Không có muốn xen ngang vào hai bạn ấy lúc này đâu. Nhưng có lẽ là cái gì lần đầu tiên nó cũng sẽ có nhiều cái bỡ ngỡ, nhiều cái bất ngờ và nhiều điều khó nói. Thôi thì bây giờ xin mời Khắc Minh và Yến Nhi mình về đây đi. Rồi chúng ta sẽ cùng chia sẻ với nhau, biết đâu là cả hai sẽ cảm thấy thoải mái hơn, dễ mở lòng hơn. Cắt cái đi ha. Cắt cái đi rồi về đây. Dạ.
Rồi xíu nữa mình cũng ăn bánh kem nghe. Có người sợ ăn không nổi quá. Thôi các bạn ngồi đây. Nãy giờ thì Yến Nhi nói cũng khá là nhiều. Nhi cũng đã không có ngại bày tỏ ra suy nghĩ của mình. Thật ra là với con gái mà để nói được những lời như vậy á, trước mặt một người con trai mà lại trước mặt nhiều người nữa là không hề dễ dàng. Chứng tỏ là bạn ấy đã phải có suy nghĩ rất là nhiều từ trước đó. Em có đấu tranh tư tưởng nhiều không? Dạ có chứ. Nhưng mà em không có biết là em thích anh Minh từ khi nào. Cho đến khi ảnh mời em tham gia vào chương trình mà ảnh cũng đi kiếm người yêu đó chị. Lúc đó là em chưa ghen mấy đâu. Tại vì lúc đó em không biết là có thật sự là em thích hay không. Nhưng mà ảnh nhờ em đến làm người thân á thì ok em đi thôi. Thì sau khi mà em lên chương trình đó cùng ảnh thì MC đó anh Đại Nghĩa luôn. Anh bảo là ủa sao hai em hiểu nhau vậy mà không đến với nhau đi. Cái em cười em bảo là có những mối quan hệ chỉ nên dừng lại ở bạn bè, anh em. Nhưng sau này thì em suy nghĩ lại, người ta kêu là chỉ có không thể biến tình yêu sang tình bạn, nhưng mà từ tình bạn thì mình có thể tiến tới tình yêu mà. Cho nên là xong rồi ra ngoài đó, ra khi mà quay hình xong em ra ngoài phim trường thì chắc là chốt lại cuối cùng cái người mà cho em một cái suy nghĩ nhiều nhất đó là cái chị make up. Chị có ở đây luôn. Chị hỏi em là tại sao mày lại đi nhường cho người khác. Chị make up của chương trình này đúng không? Đúng rồi. Cái người đàn bà quyền lực nhất luôn. Đúng rồi. Chị kêu là ủa tại sao hai đứa bây vậy rồi. Đẹp mà, hai đứa đẹp đôi mà. Sao không đến với nhau mà phải đưa cho đứa khác. Uổng vậy. Cái em mới suy nghĩ. Em nói hồi trước giờ em hay tự ti vào bản thân của em. Bởi vì thật sự em phải, em biết em không phải là gu bạn gái của anh Minh đâu. Chắc chắn luôn. Và với cái khoảng cách mà về tính cách, về cách sống á, thì em nghĩ nó cũng xa nhau nhiều. Vì anh Minh là người rất là, mọi người cũng thấy đó, ít nói, lúc nào cũng lạnh lùng. Lúc trước em ghét cái đó lắm, nhìn chảnh chảnh sao á. Sau đó thì càng tiếp xúc thì em càng thích. Tại vì đằng sau cái vẻ ngoài đó là một người cực kỳ ấm áp và cực kỳ yêu thương gia đình. Mà cái người mà yêu thương gia đình nhiều thì sẽ dành một cái tâm cho cái người bạn gái hoặc là bạn bè rất là ok. Cho nên là từ từ em bị cảm động vì cái đấy. Okay. Và em suy nghĩ nhiều về vấn đề mà chị make up nói. Vẫn là chị make up. Dạ. Một nhân vật có tác động rất là lớn đến suy nghĩ của em nhỉ. Dạ. Mai mốt chương trình nhớ đưa cho chị make up vào ban cố vấn cho các người nào còn có chưa lời muốn nói như vậy đó. Nhưng mà em nghĩ rằng ở đây có một cái nhân vật nãy giờ em thấy là bối rối, chị biết không, ngồi xé móng tay. Em để ý là em ngồi xé. Hồi lúc nãy mới vừa gặp rất là vui vẻ. Chị Hương bữa hôm gặp chương trình chưa phát sóng nữa, rất là vui vẻ mà bạn ấy có quá nhiều năng lượng và nói nhiều. Không phải nói nhiều mà ý là tích cực. Mình không có như là Nhi nói là kiệm lời đâu. Nhưng mà khi mà thấy Nhi nói cái xong nãy giờ ngồi xé móng tay rồi rất là e dè luôn. Ấy chàng trai ấy hãy nói vài lời đi, chứ để cô ấy nói hoài cũng kỳ. Anh cảm ơn em rất là nhiều, bởi vì vì anh mà em đã thay đổi cái style của mình. Cái đó là cái mà mình thích mà mình thay đổi là rất là khó khăn. Tại vì cái style kia là cái style mới là cái style cổ thích. Mình biết cái điều đó, cái style. Nhưng mà cô ấy đã nói rằng là cô ấy sẵn sàng thay đổi cái điều cô ấy thích vì người cô ấy thích. Chị rất là nể em á Nhi. Bởi vì nếu mà chị có thích ai đó đi nữa thì chị cũng phải đợi người kia bật đèn xanh đã rồi chị mới nói. Chứ không chị không nghĩ là mình đủ dũng cảm để có thể lên một chương trình có nhiều người, và đặc biệt là sẽ chiếu trên sóng, đúng không chị Vân? Và nói lên và thực hiện điều này thì chị đã thấy một sự dũng cảm rất là tuyệt vời. Như vậy là từ trước tới giờ là trong cái mối quan hệ của hai bạn là nó chỉ ở một cái mức là em gái mưa thôi, phải đúng không? Đã bao giờ em mới hỏi em gái mưa phải không? Mình giật đầu. Em gái mưa thì có thể có rất nhiều em gái mưa hả? Yeah. Nhưng mà nói vui một chút thôi, quay trở lại với chuyện của Nhi và Minh. Thế thì ngay trong lúc này Yến Nhi cũng đang rất là yếu đuối và cũng rất là được cần củng cố tinh thần. Thì nếu bây giờ em có thể
chạm vào tay Yến Nhi như tư cách của một người anh, một người bạn, để mà làm cho Nhi cảm thấy ấm áp hơn. Yeah. Vào lúc này thì mình vẫn có thể dành cho nhau điều đó mà. Mình sẽ không ác với các bạn đâu, sẽ không có ép các bạn sẽ phải chốt là mình sẽ như thế nào trong mối quan hệ này. Chúng ta trân trọng tình cảm đã dành cho nhau. Dù rằng là Minh chưa bao giờ nói với em những điều như em kỳ vọng, nhưng mà rõ ràng Minh vẫn có sự quan tâm dành cho em, thì chị nghĩ cũng là một điều hạnh phúc rồi, đúng không Yến Nhi? Còn em hôm nay cũng đã cảm thấy thoải mái hơn vì em đã nói ra được điều mà mình đã giữ trong lòng rất lâu, còn hơn là mình cứ giấu hoài mà người kia không biết. Chị Vân có thấy được rằng là hai con người này hiểu nhau không? Họ hiểu thật nhau. Sự là hiểu. Và họ hiểu nhau, hiểu. Họ cũng rất là thương quý nhau. Và họ đúng để rồi. Ý nhau, họ biết về nhau. Đúng rồi. Trên cuộc đời này có những cái mối quan hệ nó rất là kỳ lạ. Dạ. Yeah. Đôi khi nó không phải như tình nhân, nhưng mà cũng cảm thấy cần và không có thiếu nhau được. Thì có thể là ở phía Yến Nhi thì cái điều đó nó nhiều hơn so với Minh. Nhưng mà tin em đi chị Vân, những cái tình cảm như này thế nào cũng sẽ có ngày phát triển. Lửa rừng rơm thì lâu ngày cũng bén. Bởi vì không thể nào một ngày người nào cũng biết đọc story rồi nói em nói thiệt. Em cái đánh như thành vậy. Em nói thiệt đúng không? Thôi, chị? Bây giờ như vậy nè, Nhi, em có chuẩn bị một cái món đồ nhỏ đúng không? Em có chuẩn bị rồi. Một bất ngờ. Rồi em hãy ra và mang bất ngờ đó vào đây. Đây là cái gì đây Yến Nhi ơi? Anh còn nhớ là hôm trước em có nhắn tin hỏi anh á, là cái nơi du lịch mà anh muốn đến không? À. Anh nói là trong tương lai anh muốn đi cùng người yêu của mình, hoặc là anh đi một mình nếu không có người yêu đến đó. À. Santorini. Yeah. Yeah. À, hòn đảo tình yêu đó. Em sẽ ghi lên đây câu: anh có muốn đi cùng em? Chị muốn đến đó lắm mà chị rủa chưa, chưa có đủ chưa chị đi. Rủ em đi luôn, em buồn vậy sao? Đến em cũng muốn đi luôn á. Nơi này không? Tự nhiên mình thấy ghen tị với anh ấy vậy sao? Em muốn anh biết là ngày hôm nay cái sự lựa chọn của anh không phải là có hoặc không, mà là anh có muốn cái mối quan hệ này nó sẽ vẫn như vậy, nhưng mà anh cho em và cả anh một cơ hội để mình tìm hiểu nhau nhiều hơn. Và nếu mà tiến triển được thì em sẽ rất là vui, còn nếu không thì anh vẫn ở đó, vẫn đâu có mất đi đâu được đâu. Trên đời này em chỉ sợ nhất cái người mà em thương, người mà em coi là trong cuộc sống của mình không thể thiếu, một ngày nào đó họ biến mất thôi. Còn họ vẫn ở đó, họ không thương mình cũng được, nhưng họ vẫn ở đó, em vẫn hạnh phúc. Anh, thật sự em nói câu này em rất là ngại, em rất là suy nghĩ đắn đo khi mà phải nói câu này. Nhưng mà bây giờ em sẽ nói, anh là người đầu tiên mà em thương, nhưng mà em không cần anh phải làm gì cho em cả. Đây là người đầu tiên mà em chỉ cần ở bên cạnh họ thôi. Tự nhiên hai cái chép lưỡi của hai bà mẹ em thấy. Tàn chứng vật chứng. Mình đã lăn tay rồi. Có thể là sắp tới họ sẽ cùng nhau đến hòn đảo này. Họ có thể có những chuyến đi chơi với nhau, những buổi cà phê mình sẽ không còn đơn côi ngủ mình chơi game nữa, hay không còn có những cái story rất là buồn ở trên Instagram nữa. Mọi chuyện có thể khác hơn, hoặc cũng có thể là những người bạn thân là tri kỷ của nhau, miễn sao là cho nhau một cơ hội. Cho mình nói cái này, cái dấu tay này của anh á, anh không hứa anh sẽ làm người yêu của em, bởi vì thời gian còn rất là dài và anh em mình còn sẽ gặp ở ngoài rất là nhiều, nhưng anh hứa anh sẽ là một cái người tri kỷ của em.
Bởi vì là tới ngày hôm nay ngồi ở đây thì anh mới cảm nhận hết được cái sự chân thành của em dành cho anh. Và cái sự chân thành của anh ngày hôm nay dành cho em chưa nói được hết, bởi vì anh quá khớp. Và anh chỉ biết làm cái điều này để khẳng định một việc là từ đây đến hết cuộc đời, nếu em tìm được một người tri kỷ khác thì anh chúc mừng em. Nhưng anh có thể là người tri kỷ đầu tiên của em. Các bạn có thể ôm nhau. Một cái ôm của tình thân, của sự hiểu nhau, vì ngày hôm nay các bạn đã dám nói ra những điều mà mình giữ kín ở trong lòng, và điều đó thật đáng trân trọng. Thoải mái hơn không? Có mà, đúng không? Dạ. Như vậy là được rồi, chúng ta cũng đã có cho nhau một câu trả lời. Dạ. Chúc cho mối quan hệ của Thắc Minh và Yến Nhi sẽ tốt đẹp như nó đã vốn từng. Và nếu như có thể tốt đẹp hơn nữa thì thật là tuyệt vời và hạnh phúc cho hai em. Cảm ơn hai em rất nhiều. Cảm ơn Khắc Minh và cảm ơn Yến Nhi. Cảm ơn. Cảm ơn chương trình Lời Chưa Nói rất là nhiều ạ. Em cảm ơn ekip cũng như chương trình. Cảm ơn chị Hương.